lý Skinart tại Việt Nam. Con trai kinh doanh mỹ phẩm, tại sao không? Thành công có phương pháp, thất bại có nguyên nhân. Hôm nay mình sẽ bật mí với các bạn cách kinh doanh online thành công của mình nhé. Bill Gates, một tỷ phú, đã từng nói nếu trong 5 đến 10 năm nữa bạn không kinh doanh online thì bạn đừng nên kinh doanh gì nữa. Vậy kinh doanh online khó hay dễ? Để kinh doanh online thành công, trước hết bạn phải chọn cho mình một dòng sản phẩm để phát triển. Và vì sao bạn nên chọn mỹ phẩm để kinh doanh? Thứ nhất, mỹ phẩm không nhanh hỏng như thực phẩm. Thứ hai, mỹ phẩm không lo lỗi mốt như mặt hàng thời trang. Thứ ba, mỹ phẩm chỉ cần một số vốn nhỏ là bạn có thể kinh doanh ngay lập tức. Và thứ tư, mỹ phẩm đang là mặt hàng hot nhất trên thị trường hiện nay. Nhưng nếu bạn không chọn cho mình được một dòng sản phẩm uy tín, chất lượng và có tính gắn kết lâu dài, thì bạn không thể thành công trong cái công việc kinh doanh của mình được. Và vì sao mình lại chọn dòng sản phẩm cao cấp Skinart Hàn Quốc để kinh doanh? Thứ nhất, Skinart được nhập khẩu 100% từ Hàn Quốc, độc quyền bởi công ty Mosun. Thứ hai, Skinart được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP quốc tế, vô cùng khắt khe và chất lượng. Thứ ba, Skinart được lưu hành 23 quốc gia trên thế giới, cực kỳ hot và chưa bao giờ là hạ nhiệt. Skinart có đầy đủ giấy phép lưu hành của Bộ Y tế, có bằng sáng chế danh giá, được tổ chức Ecocert công nhận 100% thành phần hữu cơ, an toàn tuyệt đối với người sử dụng, và mỗi sản phẩm đều đi kèm một phiếu bảo hành chính hãng của công ty. Và một điều quan trọng, Skinart chiết khấu cho đại lý mức giá tốt nhất, đảm bảo bạn sẽ hài lòng. Vậy khi tham gia kinh doanh cùng đội nhóm của Mạnh, bạn được hưởng quyền lợi gì? Bạn được cung cấp banner chuyên nghiệp, giấy chứng nhận là đại lý chính thức của công ty. Bạn được Mạnh và các chuyên viên của Mạnh chia sẻ tất cả kinh nghiệm kinh doanh sản phẩm trong suốt một năm qua. Bạn được hỗ trợ đào tạo cách marketing online, bán hàng hiệu quả. Bạn cũng được hỗ trợ toàn bộ đơn xỉ lẻ tại khu vực bạn đang sinh sống, được cung cấp hàng ngàn bài viết quảng cáo sản phẩm, feedback khách hàng và hàng trăm video HD của các ca sĩ, người mẫu, diễn viên nổi tiếng, cũng như các ngôi sao hạng A, mặt mộc, test cũng như sử dụng sản phẩm. Bạn cũng được cung cấp một đường link nội bộ, trong đó có đầy đủ kiến thức để có thể giúp bạn trở thành một người kinh doanh giỏi. Bạn được đi du lịch thường xuyên trong và ngoài nước, có mức thu nhập khủng và được thưởng nóng khi đạt doanh số hàng tháng. Từ khi kinh doanh Skinart, Mạnh hoàn toàn làm chủ cuộc sống, tự do về tài chính, mua sắm những gì mình thích và có thể đi du lịch đến những đâu mình muốn. Còn bạn thì sao? Bạn đã sẵn sàng làm chủ cuộc sống, tự do tài chính và là người phụ nữ quyền lực chưa? Chỉ với một số vốn nhỏ, bạn đã có thể kinh doanh mỹ phẩm cao cấp Skinart Hàn Quốc cùng Mạnh và rất nhiều đại lý khác. Phụ nữ chỉ có tiếng nói khi tự chủ về tài chính. Đừng để sợ hãi cản trở con đường thành công của bạn, cũng như cản trở tiềm năng trong con người bạn. Còn chần chờ gì nữa, hãy tham gia kinh doanh cùng Mạnh ngay hôm nay bằng cách liên hệ Facebook, Zalo hoặc đường dây nóng 01664 953 236 hoặc inbox trực tiếp fanpage tổng đại lý Skinart tại Việt Nam anh Mạnh. Mạnh không hứa sẽ cho các bạn nhiều tiền, nhưng Mạnh hứa sẽ chỉ cho các bạn cách kiếm rất là nhiều tiền để tự do về tài chính, mua sắm không cần nhìn giá. Skinart cam kết có chính sách tốt nhất, hậu mãi về sau, đảm bảo bạn sẽ hài lòng. Thành công có phương pháp, thất bại có nguyên nhân. Tổng đại lý Skinart anh Mạnh rất vui được hợp tác với tất cả.